Thưa quý vị, chiều nay 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023 có tên quốc tế là Talim. Theo cơ Qua quan khí tượng, bão số 1 có thể đạt cường độ mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15 khi tiến gần về bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ. Chiều nay 15 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ vĩ Bắc, 118,1 độ kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 880 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ từ 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều ngày 16 tháng 7, tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 570 km về phía đông. Đến 13 giờ ngày 17 tháng 7, tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông. Đến chiều ngày 18 tháng 7, tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão số 1 trong 24 giờ tới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Theo nhận định của Đài khí tượng Nhật Bản, sức gió mạnh nhất của bão hiện hơn 80 km một giờ bão sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và Lôi Châu, Trung Quốc và đạt cực đại với sức gió 144 km h Đài Hồng Kông cũng có nhận định tương tự về đường đi, cho rằng bão sẽ duy trì sức gió trên 140 km h cho đến khi vào khu vực đất liền Việt Nam. Để ứng phó với cơn bão số 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên theo dõi diễn biến của bão, ra soát hoạt động trên biển và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó khi có yêu cầu.